Nghệ thuật và bonsai, cung cấp dụng cụ làm cây chuyên nghiệp, liên hệ ngay hotline để được tư vấn. Thế là định nhấc vào đây nhưng mà lại không được à? Thế à, lại phải cho vào trong nhà. Ôi, xin chào cả nhà, sang vườn Quốc Anh xem một cái cây phôi cực kỳ nổi tiếng mà Quốc Anh mới sưu tầm được. Nhưng mà lại không phải để ở vườn này. Anh Tuấn bảo là trưa nay là không thể đặt vào đây được. Sao lại thế nhỉ? Vô lý nhỉ? Đi vào trong nhà trong nhé cả nhà. Đi vào trong nhà trong. Rồi, xin mời cả nhà. Hôm nay thì cho cả nhà vào xem nhà trong của Quốc Anh nhá. Đây nhà đang ở đây của Quốc Anh. Đây. Ủa, bà kéo gì khỏe đấy bà? Kéo gì khỏe đấy? Bà Loan à, bà Loan trông mới xe viên. Làm gì? Đâu? Tí này cũng nhét được cây vào, giỏi nha. Đây rồi. Quá nhiều người sẽ biết đến cây này. Hổ phụ sinh hổ tử. Trời cây huyền đấy. Nước của Hương Bắc Hồng đấy. Còn đi sao hơn 3 tỷ đấy. Hơn 3 tỷ à? Chính xác là bao nhiêu? 3 tỷ rưỡi. Giá đây là giá lết mọi người chưa có thể giao động được để anh tính. Điểm mặt anh Tài. Lộc hộ sinh hộ tử. Ba tỷ rưỡi mà nghiên cứu đi anh. Đang nghiên cứu đây. Cả nhà nhìn sao nó có biến đổi không nhá. Thời gian vừa rồi thì chủ yếu là nuôi, mới đây thì bắt đầu mới cắt. Lâu lắm thì mới cắt để đi chơi. Cái nét này thì nét đá này là làm từ cái thời nhà anh Hưng Bắc Hồng. Đó, tay số 1, tay chốt của cái dấu ấn thời gian. Đó, qua anh Sử Ba Thá rồi anh Hưng Bắc Hồng. Rồi về linh đồ thờ Thái Bình. Nhưng mà em đã không hiểu tại sao mà lại không cho vào được, là vô lý nhỉ. Quá rậm. Đây này cả nhà ơi, nhìn này. Chắc nhận ra luôn. Tôi gọi điện tôi hỏi Quốc Anh có nhà không thì bạn ấy bảo hôm nay không có nhà, nhưng mà vừa lấy được một cái cây quý lắm. Chính thức lại về Quốc Anh nhé cả nhà ơi. Hổ phụ sinh hổ tử. Bạn ấy bảo vừa lại giật được lại của linh đồ thờ. Đấy. Đợt trước về bạn ấy đã định chốt rồi nhưng mà chưa được giá, chưa tới giá. Thì đợt này chính thức là ok rồi. Mùi rậm này chả nhìn cái gì luôn. Ơ sao này trên này lại có cái vết thế này nhỉ. Này cái này không biết cái tì cái gì vào đây này. Chết rồi. Ui nguy hiểm quá này. Anh Tuấn ơi. Ủa, anh Tuấn sao lại cái bị cái vết đấy. Vết đấy là vết mới hoàn toàn luôn. Tí nữa thì gãy cái cả cái cành này thì chết toi. Phụ sinh hồ tử. Chính thức lại về Quốc Anh nha cả nhà.
không nhìn thấy gì. Ui, xem đợt này nó khỏe chưa này, cây đang phát triển cực khủng luôn. Cắt đợt tới này nhiều chỗ là sẽ vào bông được đây này, rậm quá như rừng. Đấy, lại về rồi. Bạn này gấu quá, lại sưu tầm một cái phôi rất là quý. Rồi rậm thế này chả nhìn thấy gì, nhưng đang không hiểu tại sao mà nó đang có cái vết ở trên này. Đây là mấy cái này đang bị dập gãy. Cái đường rễ đợt này nó đang bo này, bo khỏe quá, nhưng mà bắt cái rễ này nó chưa đúng, trông nó cứng quá. Rễ này là phải bắt cho nó sâu ở trên kia, sau đấy thì phải cắt giật rễ chuyển nhịp. Cái vẻ nuôi đang hơi khỏe đây này, về là phải xử lý hãm lại. Đường rễ chỗ này mới đang ôm. Ok. Đấy, cả nhà ơi, cùng chúc mừng cho Quốc Anh nhá. Chắc bạn ấy cũng sẽ làm một cái chương trình mời cả nhà đến chung vui. Cái đồ quý đợt này về nhiều quá, toàn đồ quý. Sưu tầm toàn mấy cái phôi tiền tỏi. Đây, chào cả nhà, tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong video tiếp theo. Phổ phụ sinh hộ tử là tay chốt của tác phẩm Dấu ấn thời gian, dấu ấn của Chu Cường họa sĩ. Sao nó có cái cành ở trên này nó bị dập cái gì đây anh? Đâu? Đây này. Đấy. Đây bị sát thôi chứ, đây là sát thôi. Nó sát vào cái gì? À, không, đây là do người ta đi chứ mang đây là hay là do buộc dây. Nó buộc cái này này. Đấy, vì buộc nó tì vào kiểu đấy, gì. Tì vào. May quá. Không bị đúng sao. Rồi. Không nghĩ kiểm tra không bị sao cả. Yeah. À, kiểm tra nó bị có một cái. Đồ nhiều tiền này. Đây, chỉ có buộc bị một cái này này. À, cái cành này thì không sợ. Chứ còn tất cả không được. Ok. À, bây giờ nhìn thấy nắng quá này kìa. Ừ. Nhưng mà tại sao lại không cho vào được mà lại phải nhấc lên đây? À, không mở được cổng à? Không mở được cổng. À, do không mở được cổng. Ừ. Ok, cây này nữa à? Cây này đây, hai cây. Lấy hai cây à? Ừ, hai cây. À. Cùng một nhà luôn à? À, này hóa ra là do là không ấy được, không mở được cổng chính. À, ok. Đấy. Cái phôi này như này là phôi gì nhỉ? Khó nhìn quá. Rậm quá, không nhìn thấy gì. Thôi. Hôm nào cắt ra tính tiếp. Nhà. Cái hoành này đẹp quá này. Đúng rồi, nó chạy tinh. Ừ, ác đấy.